được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể, giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Sản phẩm được bảo chính bởi SPD. Khán thính giả đang đến với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân được phát sóng trên đài truyền hình SETTV băng tần 57.11 ngay tại miền Nam California. Và quý vị đang theo dõi chương trình ngay tại San Jose thì chúng ta có thể vào ngay băng tần 16.11. Ngoài ra quý vị đang ở Houston, Texas thì mình có thể vào ngay băng tần 27.2. Bên cạnh đó thì mình có Viettv 24, Amazon Live TV, nhưng mà nhanh và tiện lợi nhất thì giống như Thanh Nhã dùng iPhone nè, có khi Thanh Nhã dùng iPad để mình xem lại cái YouTube, Facebook trang nhà Saigon Entertainment Television. Thanh Nhã xin kính chúc cho quý vị có một buổi chiều tối theo dõi chương trình thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng luôn bình an, trẻ khỏe với những dòng sản phẩm từ chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. Bây giờ không hẹn mà gặp ha, ngày hôm nay hai chị em mình, em thì đỏ, chị là cam, cũng hơi có cái màu đỏ cam trong đó. Hello, đúng chị rồi, chị chào em, Ngọc Thuận kính chào cái khán giả của chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. Ngày hôm nay chị mới vừa định hỏi là hôm nay em có đi đâu không mà sao em lộng lẫy thế? Dạ em đi lên đài SETTV. À, vậy hả? Em đâu có đi bao nhiêu đâu, từ khoảng chừng 9-10 giờ sáng đến bây giờ thôi. Ôi trời ơi, đi quá hả? Dạ. Ô Nhã ơi, mấy hôm nay chị thấy là trên đài mình có cái chương trình mới, hôm trước em có nói đó, có kinh dạ. show gì đó không? Dạ, chị thật coi không? Kích thích dạ dày, kích thích bao tử quá trời luôn mà. Cái đài của mình chiếu cái show đó vào cái giờ cũng gần trưa biết không? Dạ. Cho nên là đói bụng quá trời. Hồi sáng em lên cái em tự quay hay sao? Dạ, đó là anh Tô Hùng Vũ quay. Anh Vũ với anh Thanh với em là mấy anh em tự coi như là tự tự thân vận động. Đúng chất là cây nhà lá vườn đúng không? Mỗi người dạ đúng rồi, mỗi người một nhiệm vụ. Thì Thanh Nhã cũng rất là vui bởi vì nhận được cái feedback quý vị từ cái chương trình Garden Cooking, quý vị khen nào là tươi trẻ vui nè, rồi có chơi game, rồi mình làm những cái hiệu ứng khi mình edit cái đúng video rồi, đúng clip rồi. Nó rất là trẻ trung. Chị thích cái hiệu ứng và đó. Không khí nấu ăn ngoài vườn nó rất là thích hợp với cái không khí ngay cái thời điểm này. Yeah. Yeah. Và Thanh Nhã lại livestream trên Facebook cho cái chương trình Smart Mommy cũng trên đài set của mình luôn. Mà có mấy anh
lại nhào vô, ôi nhà nấu ăn quá, nấu mấy ăn món anh thèm. Xong rồi có mấy anh nói yes ma'am. Mà em lại sớn xác, em lại nói ủa cái gì có bún mắm trong ma'am. Em nói chết rồi, em phải yêu cầu anh Hoàng Thành nấu bún mắm cho món mà em biết sao. Một hai show đầu thì theo như nếu chị là khán giả nha. Dạ. Ok, lắng nghe nha. Thứ nhất là tự nhiên nè, chị thấy là rất là tự nhiên. Dạ, cảm ơn chị. Thứ hai nữa là nhìn nó thật á. Dạ. Tại vì khi mình nấu ăn á thì cái quan trọng mà Ngọc Thuận, nếu mà khách khán giả xem á, Ngọc Thuận thích nhất là cái sự tự nhiên, với lại kích làm sao để mà kích thích được cái sự mà giống như muốn ăn liền cái món đó. Dạ. Trời, chứ gì phải chạy vào bếp làm liền cái món đó thì đó là sự thành công rồi. Nhưng thì chị mà thấy là được rồi đó. Dạ. Có điều là chưa professional chút xíu về cách quay này nọ đúng không? Dạ. Mà cái show đầu chị thấy là hơi bị mất cái khúc đầu, là lâu lâu thỉnh thoảng. Thì cái đó là quý khán giả cũng sẽ thông cảm, tại vì Ngọc Thuận cũng nói ngay lúc đầu là cây nhà lá vườn đúng không? Dạ. Nhưng mà dễ thương. Với lại chị Thuận biết làm sao không? Ba anh em suy nghĩ ra cái show này ngay cái mùa Covid. Đúng cho rồi, nên là đúng mình rồi. Không có dám nhờ mấy anh camera để đến, mình cũng không dám gặp ai. Mà em với mấy ảnh là coi như cách ly với nhau cũng mấy tháng trời rồi mới nhưng dám mà, ngồi lại gặp. Nhưng mà thật sự ra thì á, chị thấy như chị nói đó, nó là cái show khiên nấu ăn. Dạ. Cho nên là với cái nội dung đó cũng như là cái cách thức mà chị thấy ba nghệ sĩ làm đó, chị thấy rất là ok. Dạ. Có nghĩa là kích thích được dạ dày của người nghe xem nè ha. Cái nữa là tự nhiên, nhìn rất là tự nhiên. Dạ. Thanh Nhã cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhưng mà mục đích Thanh Nhã gợi ý với hai anh làm cái show đó là Thanh Nhã thứ nhất là mình muốn là chia sẻ thêm cho quý vị những cái chương trình mới lạ trên TV nè. Cái phong cách nó trẻ trung để chúng ta trong cái mùa dịch bệnh mà mình cũng có một cái gì nó mới mẻ một chút xíu. Đúng rồi. Và ngoài vườn nó cũng khác nè. Rồi nhà mấy anh lại có nguyên một buồng chuối, rồi trồng rau, trồng cái vựa, cái bầu, cái vàng bầu rồi vàng mướp. Như là Việt Nam Thanh Nhã thích vô cùng. Chị biết vừa quay mà vừa lắc lắc thiệt, tại mũi cắn nát chân em luôn. Vậy mấy ngày đầu em không biết, em quên em mặc cái short ngắn vậy nè. Xong rồi phải lấy nguyên một đôi giày bút của anh Vũ. Trời ơi, nó nóng chảy mồ hôi luôn mà vừa mang giày bút mà vừa lắc lắc như vậy. Tự nhiên lắm. Dạ đúng rồi. Rồi cái mục đích thứ hai nữa là Thanh Nhã lại muốn gửi đến cho quý vị những cái chương trình gọi là nấu ăn. Tuy là ba anh em lúc nào cũng chia sẻ với quý vị là mình nấu ăn để mà mình chia sẻ chương trình cho vui, và cũng rất là mong được đóng góp ý kiến từ quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị nào mà cũng có yêu mến về ẩm thực ha. Đúng rồi. Quý vị có thể chia sẻ và góp ý tham gia. Và cái điều quan trọng nhất chị Thuận biết là gì không? Tại vì em thấy có nó liên quan rất nhiều với những chương trình của hai chị em mình làm. Chắc bây mình giờ thôi chắc bắt phone. Dạ hello Thanh Nhã, xin chào quý vị đang trên đường live ạ. Con chào cô. Bánh bột lọc. Mỗi lần con nghe cái tên đó cái tự nhiên con nhớ nước mắm bánh bột lọc. Ngon quá, con đang đói bụng nữa. Nhưng mà con quên hôm nay ăn chay rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Venus sao cô? Cô gửi về Việt Nam hai hộp rồi đó. Mà dạ. Mày vô vì nó chở cho mẹ rồi cho con, là gửi cho mẹ dân 300 đồng hộp. Dạ, cô ơi, nhưng mà cô nhớ là cái giá của mình là 270 đồng một cái box sao cô? Đây, trước mặt Thanh Nhã đây quý vị, đúng rồi, nhưng mà lúc nào mình cũng có promotion. Dạ. Dạ, lúc nào mình cũng có promotion cho nên mình order một cái đó. Mà mình nhận được rất là nhiều quà, con cảm ơn cô nhiều nha. Xin mời cô theo dõi chương trình rồi. Không biết hôm nay cô có cần order gì không cô? Bây giờ cô bạn đi vô cái giặt bao nhiêu rồi hả? Dạ. Dầu tê giác 55 đồng dạ, cho 55 một hộp đồng. Cô, có gì sau show mình gọi lại sau cho cô ha. Sau show tụi con gọi lại cho cô nha. Dạ. Tại hôm nay promotion của mình cho Venice một lần nữa đó cô. Dạ. Hôm nay là... Hôm nay promotion của tụi con dành cho Venus xin sang một lần nữa đó cô. Tại vì quý vị ủng hộ nhiều. Con lặp lại sơ qua cho cô nghe ha, cùng với quý vị ha. Nguyên một cái box Venus xin sang, một cái set như vậy mình ba gồm 3 cái hộp single nhỏ đây kính thưa quý vị. Tổng cộng là 180 viên. Mình có 20 dưỡng chất cao hắc xâm trong đó nè. Collagen, hyaluronic nè, vitamin C, tinh chất dầu hạt nho, glutathione. Đánh mạnh vào để cho làn da mình trắng sáng một cách tự nhiên nhất, rất là đẹp, hồng hào tươi trẻ. Ngày hôm nay nếu như mà quý vị order một set Venus Ginseng, chúng ta sẽ có hai combo. Combo đầu tiên là mình sẽ được tặng ngay một cao cốt linh chi thanh lọc mát gan ngủ ngon ha, tăng sức đề kháng, trị giá là 180 đô la trong một cái hộp nhỏ này, trong một cái box của cao ha linh chi.
mình sẽ có 5 cái chai nhỏ này. Đúng rồi. Em không biết làm sao chứ chị Thuận biết không? Cái dễ thương mà hả? Lần đầu tiên em mở ra nó dễ thương vậy. Giống như cái baby mấy cái đồ ăn của baby nhỏ nhỏ mà làm rất là sắc sảo luôn. Dạ, nhưng mà cái hũ của nó bên trong đẹp lắm quý vị. Nhìn nó sang trọng lắm. Em thấy cái này làm quà tặng hoặc là có ai đến nhà mà mình có thể mình mời người ta thưởng thức chút xíu để giới thiệu cho người ta cái dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng mà em nhớ nhắc mấy bác là trong cái set này lớn như vậy nè, thì ngoài 5 cái hũ này ra đó, nó có một cái hũ dẹp dẹp nữa, có cái muỗng ở trong đó. Dạ. Nhiều khi không để ý, nhiều khi lấy không ra hết, cái vứt đi cái hộp. Nhiều kêu chú dễ thương lắm, gọi lại coi con còn cái muỗng nào dư không, cho cô cái muỗng. Dạ, thì trong cái set nó đã có cái muỗng sẵn, quý vị để ý chút xíu ha. Ngày hôm nay khi chúng ta order Vinish Ginseng, dòng sản phẩm Thanh Nhã đặt tên cho nó là viên uống trắng sáng da toàn thân tự nhiên, bởi vì Thanh Nhã đã thấy cái kết quả của nó thật sự là như vậy. Rồi ngoài cao cốt linh chi $180 là phần quà khi chúng ta order Vinish Ginseng, chúng ta còn có thêm một cái bộ dầu gội đầu Kigo. Thanh Nhã biết chắc rằng quý vị nào đã từng sử dụng qua cái dầu gội đầu nhân sâm này thì quý vị cũng thấy được cái công dụng của nó rất là tốt. Nào là cho cái mái tóc của mình bóng bẩy nè, không có gãy rụng nè, và kích thích mọc tóc nhiều, chưa kể là một cái set của nó to lắm. Thanh Nhã và chị Thuận không cầm nổi luôn quý vị. Nó to như vậy là nặng lắm. 3 chai dầu gội đầu lớn, 1 chai dầu xả lớn, rồi cộng thêm là 3 cái chai nhỏ để cái size nhỏ nhỏ mình đi travel đem theo nữa. Rất là tiện lợi và tốt cho tóc vô cùng. Thanh Nhã hạn chế được rụng tóc. Và em thấy cọng tóc của em nó dày ra sơn hôi hơn lúc trước nhiều á chị Thuận. Đúng rồi, tại vì em biết sao không? Do như mình cũng có chia sẻ rồi, lý do mà giúp cho cái tóc em có vẻ nó dày hơn. Tại vì quý vị thấy là khi mà sử dụng dầu gội, sau đó dùng dầu xả đa số những loại dầu xả thông thường á, thì cọng tóc nó làm sao chị không biết, nhưng mà rõ ràng là cái feeling của mình là cọng tóc, tóc mình nó rất là mềm luôn, nhưng mà nó lại xẹp xuống, đúng không? Nó xẹp lép luôn, với tóc ai mà ít nữa hoặc là tóc mật như Nhã là nhìn nó không có tự nhiên luôn. Cho nên là riêng cái dầu gội Kigo này đó quý vị, thì cái dây dầu xả của nó là cái dạng treatment, nó vừa xả giúp cho tóc mình mềm, đỡ khô nè, mà ngoài ra nó còn giúp cho tóc mình dày hơn nữa, chắc cọng tóc hơn sau khi mình xài dầu xả xong. Cho nên là mùa lạnh tới rồi, vì thế cho nên là Ngọc Thuận rất là mong các khán giả gọi vào ngay chương trình hôm nay để mình vẫn giữ được promotion đặc biệt dành cho Vinus Ginseng. Đúng rồi, nhưng mà mình còn có cái combo thứ hai dành cho quý vị nào mà chúng ta đã có linh chi rồi, mình đã có dầu gội đầu Kigo rồi, thì quý vị có thể có một cái sự lựa chọn thứ hai, đó chính là order Vinus Ginseng một set 180 viên với giá là $270. Chúng ta sẽ đem về 3 hộp thuốc tinh chất bổ nho. Em thấy cái hộp này mà cầm một tay cũng nặng lắm nha chị Thuận. Nó nặng về cái mẫu mã mà cái chất lượng bên trong cũng thấy nó chất lượng mà có giá trị nữa. Thì 3 hộp thuốc tinh chất bổ nho này, kính thưa quý vị, giá trị tổng cộng là $540, giúp rất nhiều cho làn da của chúng ta. Quý vị biết là mình thường á là mình uống rượu nho để mà mình tốt cho tim mạch, và mình ăn trái cây nho hoặc uống nước juice nho ha, để mà mình có cái sự tươi trẻ trên làn da của mình. Cái vấn đề lão hóa nó đến chậm một chút xíu. Thường ấy, em thấy cái dòng sản phẩm nào tốt, ví dụ như người ta nói ăn táo cũng trẻ. Đúng rồi. Hồi xưa cái Thanh Nhã cứ nghe nói cái ra tiệm thuốc bắc mua táo tàu và ăn không. Ồ vậy hả? Nghe gì tốt là lật bật làm theo. Thì hồi xưa em cũng đâu có hiểu đâu. Nhưng mà hồi xưa nghe xăm tốt lắm, nhưng mà mình đâu có điều kiện sử dụng. Đúng rồi. Cho nên bây giờ trở lại với cái chương trình này, Thanh Nhã yêu mến vô cùng. Rồi, nặng tay chưa? Dạ nặng rồi. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu để giúp cho làn da của mình trắng sáng, mịn màng, tự nhiên, khỏe nha. Nhưng mà không phải chỉ dành riêng cho phái đẹp không đâu quý vị. Thanh Nhã có rất là nhiều những quý vị nam giới ha, mấy anh mấy chú nào cũng ủng hộ dòng Vinish Ginseng có hình của Thanh Nhã trên đó. Mấy anh nói vui lắm, anh đâu biết là gì, anh thấy hình Nhã anh ủng hộ à. Trời ơi. Thanh Nhã nghe cũng thật là vui lòng. Và rõ ràng là Thanh Nhã thấy nghe được cái feedback từ mấy anh ha. Khỏe nè, ngủ ngon nè, làm việc không có biết mệt. Làn da thì đương nhiên là nam giới họ không có cái sự chuẩn bị làn da kỹ giống như phụ nữ của mình. Đúng rồi. Phụ nữ mình thì nào là sức kem dưỡng nè, mình sức chống nắng nè, rồi ra ngoài nắng mình cũng cẩn thận, chưa kể là mình có cái sữa rửa mặt hoặc là mình biết massage xá nhẹ nhẹ. Đúng rồi. Còn nam giới hoàn toàn không có những cái gọi là cái bước mà chuẩn bị cho làn da, cho nên mọi người uống Vinish Ginseng đương nhiên nó cũng sẽ có kết quả tươi trắng sáng hơn cái tông da của mình, nhưng mà nó sẽ có thể là nó lâu hơn phụ nữ chút xíu. Tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Cho nên là nhờ vào dưỡng chất 20% cao hắc sâm, cái số lượng percent rất là cao nha quý vị. Cho nên bởi vậy á, Thanh Nhã nghe quý vị nói uống vào khỏe nè,
uống vào thấy là ngủ ngon nè. Rồi có nhiều quý vị á, lại có vết đen trên bàn tay hoặc là trên mặt á, từ từ nó sạm á, nó sáng dần cái màu da của mình, thích vô cùng. Nhưng mà nói đến đây thì Thanh Nhã nhắc quý vị là mình theo dõi chương trình, quý vị nhớ nhanh tay lên liên lạc ngay vào số phone trên màn hình để mình được tặng ngay thứ nhất cao linh chi $180, thứ hai một bộ dâu gội đầu Kiko $145, hoặc quý vị có một sự lựa chọn khác, order Venus Shin Sang $270 chỉ trong giờ vàng mà thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay 3 hộp thuốc tinh chất bổ nho, tổng giá trị là $540. Kính mời quý vị nhanh tay lên và liên lạc ngay số phone trên màn hình 1888-680-6689, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng ha, trên màn hình là 9822 Bursa Avenue, Suite D, Westminster, California 92683. Thanh Nhã đang chia sẻ đến quý vị nhưng mà con mắt bên đây thì em lại có đến cái tờ giấy mà cậu tránh đề cái chữ đây, một tiếng tím. Đây rồi. 10 quý vị đầu tiên thôi nha, trong chương trình giờ live chúng ta gọi vào order Venus Shinseng, ngoài cái phần quà chia sẻ khi quý vị order và sử dụng những dòng sản phẩm từ chương trình rồi, chúng ta còn được kèm thêm một phần quà. Đây là cái loại bột dinh dưỡng trái cây. Thanh Nhã có thấy trái măng cụt, trái lựu nè, kiwi nè, strawberry nè, blueberry, toàn những loại trái cây mà tốt cho làn da, cung cấp cái vitamin cho mình. Và Thanh Nhã thử uống cái bột này rồi, nó thơm ngon, dễ uống lắm quý vị. Nếu như mà chúng ta trong cái quá trình diet á, mình uống cái bột này có thể là thay thế cho cái bữa ăn tối. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Một đó là em đang diet thì em có thể thay thế một bữa ăn bằng một cái ly, một gói như vậy. Ngược lại, còn nếu như ai mà ăn uống thiếu chất, dạ, không bổ sung đủ cái lượng protein trong ngày á, hoặc là vitamin từ trái cây, hoa quả, thì mình cũng có thể dùng thêm bột đạm này để chống suy nhược cơ thể. Em... $70 một hộp đó. Dạ, giá trị là $70 một hộp chỉ dành riêng cho 10 quý vị đầu tiên gọi vào khi chúng ta order Venus Shinseng. Cho nên Thanh Nhã kính mời quý vị nhanh tay lên và một lần nữa liên lạc ngay số phone trên màn hình, bởi vì Thanh Nhã sợ rằng những giờ phút cuối quý vị gọi vào, Thanh Nhã và chị Thuận không kịp giờ để giữ lại số phone và gửi cho quý vị cũng giống như cái promotion trong cái giờ live này. Số phone là 1888-680-6689. Bây giờ thì Thanh Nhã muốn dành vài phút ha, chị cần nói gì. Khi mà nói đến Venus trên sàn hôm qua xong rồi, cái hình như em nghe cậu Chánh nghe ai nói, trời ơi, nói về Venus là hả, cô Nhã này cô nói hết không chờ chị Thận nói luôn. Không phải, không phải, Chánh nói là lạ. Trời ơi, người ta công tình nó ghi là tới hả ba cái promotion, ba sản phẩm mà hai người là lo nói Venus không. Tại bỏ vì quên hai loại kia. Yêu mến Venus trên sàn quá luôn. Nhưng mà cho thôi, hôm nay mình nhớ nha. Đúng rồi, hôm nay phải nhớ để hôm thời cậu Chánh buồn cậu không cắt được phần quà. Hồi nãy chị tính hỏi gì? Em mà như vậy nè. Tại vì hôm qua sau show xong á, thì nguyên ngày hôm qua luôn với ngày là từ sáng tới giờ, thì Ngọc Thuận cũng như là Thanh Thanh ở đây lấy được rất nhiều order dành cho cái combo ngày hôm qua mình giới thiệu. Hay quá. Nhưng mà một số chị cũng thu thập được một số câu hỏi là mấy anh mấy chị chưa sử dụng qua thì muốn hỏi rõ hơn, là chắc nhờ cô Nhã chia sẻ, tại cô này sử dụng lâu nè. Thứ nhất, thứ hai là đã rất là hạnh phúc, rất là vui sướng về sản phẩm này. Có nghĩa là mấy anh chị muốn em diễn tả kỹ hơn là thời gian đầu uống nè. Thí dụ như một set như vậy mình có là 180 viên. Đúng rồi, Thì cái những cái feeling đầu tiên, cảm giác đầu tiên khi mà em thấy cái làn da của em hay là sức khỏe của em thay đổi từ từ nó như thế nào? Thật ra lúc đầu thì Thanh Nhã chưa tìm đến Sunpower Time. Thanh Nhã uống mỗi một ngày trong đây là có 60 viên, thì Thanh Nhã thấy 3 viên buổi sáng, sáng sớm Thanh Nhã uống Venus Shinseng là bữa ăn của mình. Sau đó buổi chiều là 3 viên nữa, tức là 6 viên trong những cái tháng đầu tiên. Thì điều đầu tiên mà em thấy là cái da mình rõ ràng là nó từ từ nó có cái sự hồng hào. Hồng hào còn màu sắc sáng hơn của nó mình cũng thấy, nhưng mà khoảng chừng sau 2 đến 3 tháng em thấy nó rõ ràng hơn. Tức là nó có cái sự trẻ. Và thêm một điều này nữa, những cái lỗ chân lông nơi mà Thanh Nhã hồi xưa bị những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm mà không hợp với da, nó có cái chất hóa chất hay chất gì vậy em không biết, nó làm cho mình cái lỗ chân lông nó bị to. Thì khi mà mình uống cái dòng sản phẩm này thì em nhìn kỹ, giống như là trong cái khe hở của cái lỗ chân lông to, mình thấy cái phần thịt nó đẩy ra.
đàn hồi. Ban đầu em lại tưởng là ủa không lẽ mình có mụn. Mình nói chứ em ăn uống rất là kỹ, không có ăn đồ nóng, không có dám ăn dầu, và mình cũng take care làn da của mình. Tuy là mình không có nhiều cái thời gian để mà uống sinh tố hoặc là ăn trái cây rau quả đúng như cái mỗi một ngày mà mình muốn, nhưng mà Thanh Nhã rất là siêng uống collagen hoặc là uống Venetian Sang, cho nên đó những cái điều đó từ từ và em thấy cảm nhận được. Nhưng mà sau một thời gian ngắn thôi quý vị, chỉ khoảng từ 2 đến 3 tháng bắt đầu Thanh Nhã thấy nha. Em thì thật sự làn da của mình không có thấy rõ. Nhưng những người thân của em thì một thời gian, tại vì thật ra quý vị biết là ở Hoa Kỳ mình nói tiếng thân chứ đâu phải lúc nào mình cũng gặp nhau thường xuyên được. Đúng rồi. Có nhiều khi cả năm 2 năm mình mới gặp nhau được, cái đó là chuyện rất là bình thường phải không quý vị? Ai cũng bận rộn với công việc, cho nên là mọi người nói ủa sao hôm nay thấy làn da khác nha, lạ lạ nha, trẻ nha. Rồi em hỏi trẻ làm sao, nói ủa sao trắng vậy, uống gì để tắm trắng hả? Em thấy không, cái vấn đề tắm trắng là Thanh Nhã ngại lắm, bởi vì Thanh Nhã không có muốn làm gì mà nó có những cái hậu quả sau đó, cái phản ứng phụ Thanh Nhã rất là sợ. Cho nên là Thanh Nhã chia sẻ cái Venus Sinh Sang thì từ đó em mới cảm thấy tự tin. Và em lên đài em nói rất nhiều những cái sự tốt đẹp của nó về cái dòng sản phẩm này. Đó, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Thì bổ sung thêm một chút xíu nữa là theo như khách hàng mà chị hỏi thăm á, tại vì thường thường ví dụ như chị nhắm là một qua set như vậy là 270 đô, 180 viên, nếu dùng một ngày 4 viên á thì ra khoảng 1,5 tháng là sẽ hết. Thì chị cứ canh khoảng 1,5 tháng, 2 tháng thì chị cũng gọi điện thoại để mà mình hỏi thăm khách hàng mình như thế nào. Thì đa số cái cảm nhận đầu tiên của cái khách hàng sử dụng á là da mình không bị khô. Đúng rồi, có chính cái xác, điều đó nữa. Cái điều đó là Ngọc Thuận cảm thấy điều đó luôn. Và cái này chị không phải là khen đâu, nhưng mà lý do là chị cũng gặp em đúng không? Thật ra lúc trước thì không có ngồi đối diện trực tiếp như vậy nhiều, nhưng mà cũng đi qua đi lại, cũng nhìn ngó. Nhưng mà phải nói là em nói đúng, có nghĩa là lúc trước á chị để ý, không biết em có cảm nhận không nha. Em đánh phấn dày hơn bây giờ một chút xíu. Dạ đúng rồi. Phải không? Lúc trước không có. Có nghĩa là cái có thể là lỗ chân lông em to như em nói đó. Dạ. À hoặc là có thể là da em nó không có, nó không có mỡn, nó hơi bị khô. Dạ. Không biết chị nói chị nhìn đúng có rồi. Đúng hay không? Đúng rồi, không? Nó khô đến nỗi mà nhiều khi nó hơi bị rát luôn. Đó, đó, đó. Và nó nổi lên những cái da nó sần sần luôn. Cho nên là chị thấy em đánh phấn lúc trước hình như là dày hơn là bây giờ. Dạ. Bây giờ thì thật sự ra Ngọc Phượng ngồi kế cơ bên như là cắt nhau cũng chưa tới sáng. Nhưng mà rất là mịn luôn, không thấy lỗ chân lông luôn quý vị. Em cho đánh nên... từ hồi 7-8 giờ sáng đến giờ rồi chị Thuận. Ồ, vậy đó hả? Dạ, đi suốt luôn, không cần phải dặm phấn, một lớp mỏng phấn kỳ diệu thôi. Đó, cộng thêm phấn kỳ diệu nữa. Trời ơi, ai chịu nổi. Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ chắc là để mình dành vài phút của chương trình này, Thanh Nhã xin gửi đến quý vị một đoạn video clip ngắn ha. Khi mà Thanh Nhã trực tiếp đến tận tay quý vị khán thính giả thân thương, những quý vị đã từng ủng hộ Chung Thủy những cái dòng sản phẩm, đặc biệt là Venus Sinh Sang ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem quý vị khách hàng thân thương của công ty này đã có những chia sẻ như thế nào cùng với Thanh Nhã. Kính mời quý vị. Hello mọi người, Thanh Nhã vừa xong chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân thì Thanh Nhã có nhận được một cái lời feedback từ quý vị khách hàng thân thương ủng hộ những dòng sản phẩm sâm từ chương trình. Cho nên bây giờ Thanh Nhã cũng muốn gửi đến cái chia sẻ đó dành cho tất cả quý vị để chúng ta có thể yên tâm hơn và tự tin để sử dụng những dòng sản phẩm giúp ích cho sức khỏe cũng như là làn da của mình. Bây giờ Thanh Nhã xin mời quý vị cùng đi theo Thanh Nhã nha. Hello cô ơi. Dạ. Dạ chào cô. Cô khỏe không cô? Dạ. Dạ cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô đã nhận lời để mà tiếp con, mặc dù con biết mùa dịch này là rất là khó khăn. Dạ chắc là con đứng ở đây chút xíu, con đi cũng được. Con thay mặt cho công ty gửi đến cô những cái phần quà. Dạ, những phần quà mà cô đã từng order. Đúng rồi, cái này cô đã dùng rồi. Dạ. Đây là cô Hoàng. Cô đã ủng hộ Chung Thủy những dòng sản phẩm sâm từ chương trình International in Home Shopping ha, Tìm Lại Tuổi Xuân. Cô ơi, cô có thể cho con với quý vị biết là tại sao mà cô sử dụng những dòng sản phẩm này, cô thấy nó làm sao? Dạ. Cô thấy rằng là cô dùng rất là hợp. Dạ. Cô thấy có tiến triển. Như cái này là giúp cho cô ngủ ngon hơn. Dạ. Đây cô ngủ không thẳng giấc. Dạ. Thỉnh thoảng ơi trằn trọc. Dạ. Thì về giấc ngủ nó sẽ đến với mình ngon giấc hơn. Dạ. Còn cái này là cho cô cảm thấy rằng khi mà cô làm việc á,
cô cảm thấy sức khỏe nó có vẻ dẻo dai hơn. Dạ. Nó không làm cô mệt như hồi xưa, mỗi làm chút là mệt. Dạ. Thì ra coi như cô tự cắt cỏ tự này nọ hết. Ồ wow, tự cô làm hết luôn đó. Đúng rồi, cô có cái máy cắt cỏ. Wow, con thấy là cái vườn này cũng rộng lắm. Nhưng mà cô lười tưới nước, quên tưới nước. Con nói cô nghe. Dạ, cái xâm lát đó ăn vô nó dẻo dẻo ngon ngon. Cho đúng, nên con thấy mấy cô cũng thích vô cùng. Đúng rồi. Mà nhiều khi như sáng con không ăn sáng, con cũng ăn 2 đến 3 lát xâm. Đúng rồi, nó làm cho mình có cái sức bền. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn cái linh chi con cũng thấy mọi người nói ngủ ngon nhiều lắm mà cô biết không? Khí hậu đang ô nhiễm á, mình uống linh chi nó cũng detox, giải độc cơ thể, nó cũng hát cho cơ thể sức khỏe mình nhiều lắm. Dạ. Con có gửi tặng thêm cho chị bởi vì con thấy là last time chị có order một cái set Venus ginseng. Giúp rồi, cho làn da. Thì, dạ. Dùng cái này thì da nó có vẻ mịn màng hơn. Dạ. Nó bớt khô rám này nọ so với hôm trước. Dạ. Nó trắng sáng tự nhiên nữa cô ha. Rồi. Từ từ nếu mình xài đều đặn thì mình sẽ thấy kết quả nó nhanh. Và cũng khỏe, cũng ngủ ngon luôn. Nhưng mà thường đó là quý vị nào muốn thay đổi làn da là dùng cái Venus ginseng như vậy. Con thay mặt cho đài truyền hình SCTV International Hall rất xin cảm ơn cô luôn ủng hộ chương trình. Rồi cô cũng cảm ơn. Dạ. Những cái này đã dùng rồi nên là rất là thấy có hiệu quả. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ con xin gửi đến cô món quà này. Cô cảm ơn. Dạ con biết mùa dịch này gặp quý vị khán thính giả chắc cũng hơi khó, nhưng mà con trân trọng rất là nhiều cái tấm lòng của cô ủng hộ chương trình. Tại vì mình cũng phải giữ khoảng cách. Dạ. Phải đeo khẩu trang con. Dạ. Chấp hành quy định của thành phố. Dạ. Con chúc cô lúc nào cũng nhiều sức khỏe với lại là tươi vui, lúc nào cũng yêu đời với là khỏe mạnh hơn nữa, để lần sau con trở lại thì nhiên cái khu vườn này nó sẽ có hoa rồi cây trái. Rồi, dạ. Nhiều. Dạ rồi, con chào cô. Chào con. Dạ bye, bye cô. Con. Dạ. À, vâng, kính thưa quý vị vừa theo dõi một đoạn video clip ngắn mà Thanh Nhã đã trực tiếp đến tận nơi. Những quý vị thân thương, những khách hàng mà luôn ủng hộ cho chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân cũng như là đài truyền hình SETTV. Kính thưa quý vị, không có gì mà Thanh Nhã và chị Ngọc Thuận cũng như tất cả những nhân viên trong công ty và kể cả những người đội ngũ bác sĩ, dược sĩ để mà chúng ta có thể ngồi họp lại một thời gian rất là lâu, đưa ra cho chúng ta một dòng sản phẩm để mà hỗ trợ cho làn da hoặc là hỗ trợ cho sức khỏe, đó là một cái sự cống hiến của cả nguyên một cái tập thể. Cho nên là được cái sự ủng hộ của quý vị, Thanh Nhã thật sự là thay mặt cho công ty cảm ơn cái lòng tri ân đó quý vị rất là nhiều. Thanh Nhã hy vọng rằng chúng ta lúc nào cũng luôn tươi nè, tươi vui nè, trẻ nè, khỏe đẹp nè, hạnh phúc cùng với chương trình. Bởi vì những cái điều đó em cứ nói với chị Thuận, nhớ không chị Thuận? Đúng nó rồi. Liên quan với nhau. Đúng nhưng rồi. Mà ngay mùa dịch này mà quý vị có thể là đón tiếp Thanh Nhã thì thật sự là Thanh Nhã một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nguyên một cái list dài nhưng mà Thanh Nhã đã gọi được finally là một số quý vị đã chịu gặp Thanh Nhã nhưng đúng mà rồi. Vẫn đeo mask thì Thanh Nhã rất là vui, kính thưa quý vị. Bây giờ mình sẽ nhắc thêm một chút xíu promotion của ngày hôm nay trước khi mình bước vào cái phần break time chút xíu. Đầu tiên Venus ginseng $270, mình sẽ được tặng linh chi cao cốt $180, dầu gội đầu Kigo $145 nguyên một set, hoặc là quý vị có thể lựa chọn 3 hộp thuốc tinh chất bổ nho tổng giá trị là $540. Ngoài ra ha, nếu như mà quý vị nào cần cái kem dưỡng ẩm trứng cá hồi, hai cái chai màu tím xinh xinh đây trước mặt Thanh Nhã đây, giá của nó thì thông thường là $140, bây giờ sale chỉ còn $99 mà thôi, nhưng mà còn được tặng thêm một cái hộp single Venus ginseng và thêm một cái kem chống nắng nữa nha quý vị. Hoặc là quý vị nào yêu mến những dòng sữa tắm hương vị thảo mộc ha, rất là mùi hương thảo mộc chứ không phải hương vị, mình nói đến show cooking xong rồi quên. Mua 2 được tặng 1 cho quý vị. Cái size của nó rất là to. Bây giờ Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình SCTV. Thanh Nhã và chị Ngọc Thuận sẽ trở lại ngay sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch,
làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888-680-6689. Cao nguyên Gumsan, Hàn Quốc. Vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là Gumsan nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới. SET International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Venus Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868. Thanh Nhã cảm ơn rất nhiều quý vị vẫn tiếp tục theo dõi đài truyền hình SET TV cùng với phần tiếp theo của chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân và chị Ngọc Thuận. Kính thưa quý vị, trong một vài phút break time thôi, Thanh Nhã thấy là có một số quý vị gọi vào để hỏi về Venus Ginseng nè. Rồi quý vị lại order cái kem dưỡng ẩm trứng cá hồi. Đúng nhưng rồi. Mà chắc là cái connect như thế nào, Thanh Nhã và chị Thuận nói quý vị ráng đợi thêm chút xíu để mà mình cùng chia sẻ để tất cả quý vị khán thính giả đều nghe được cái lời tâm sự của mình về những dòng sản phẩm để mình có thể là mình biết được là mình lựa chọn những cái dòng sản phẩm nào ha. Đúng rồi. Dạ. Chị hỏi em chút xíu nào, em là nghệ sĩ đúng không? Thì khi mà trong những cái show em đi show hay là em quay phim này nọ đó thì đối với những cái người mà make up mà mình phải giữ lâu đó hoặc là chống khô da, chị thấy cái này chị thấy thôi nha. Chị thấy là mấy người chưa vi make up hay là những người chuyên nghiệp như em á thường sử dụng cái chai xịt gì đúng không? Dạ đúng đó rồi. Đó là nước khoáng phải không? Đúng rồi, cho nó ẩm, nó mát làn da, nó refresh lại. Dạ. Ok, ẩm mát với là nó giữ phấn lâu hơn đúng không? Dạ. Ok. Thì em biết sao không? Cái cả dĩ hỏi như vậy lý do là tại vì cái chai này á, cái chai dưỡng ẩm da trong có hồ này nè, nó là cái dạng dưỡng ẩm có cái essential, cái chất essential trong đó dành cho da của mình. Thì cái chất này nó hay một cái là nó, theo chư Ngọc Thuận biết thì nó sẽ lỏng hơn là cái dạng serum dưỡng da. Nhưng mà nó lại đặc hơn cái chai xịt khoáng mà hồi nãy Ngọc Thuận vừa hỏi Thanh Nhã xong. Vì thế cho nên với cái ưu điểm này mà 50% là chiết xuất từ trứng cá hồi với cái hàm lượng protein là rất là cao. Cho nên là nó sẽ giúp cho da mình giữ ẩm được cũng như là tăng độ đàn hồi cho da. Dạ, bây giờ xin mời chị Phụ, chị Thuận bắt phone. Hello, dạ Ngọc Thuận nghe ạ. Dạ, alo chị, cho em order cái Venus Ginseng chị. Ôi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Hôm nay mình có hai combo, không biết là em muốn chọn cái combo nào. Nãy giờ chị. Dạ, em lấy cái combo thứ hai chị. Combo thứ hai là được 3 set bổ nho đúng không em? 3 cái set bổ nho. Ồ, cảm ơn em ha. Em chia sẻ giùm chị đi, em đã sử dụng qua Venus Ginseng rồi đúng không? Dạ, em sử dụng qua rồi chị. Wow. Là em ngủ được ngon nữa. Ngủ ngon.
ngon. Em biết cái giớm đớm nha, rồi mồi của em thích bay á. Nó tai bớt đó chị. Ồ, vậy đó hả? Hay quá. Dạ, em mới tháng hello, đúng, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chị bây nhớ số phone của em. Dạ, yeah, với lại em có giọng ca rất là ngọt ngào luôn. Một hồi nữa nhớ tham gia game nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, một hồi đó chị gọi lại cho em nha. Rồi. Rồi bây giờ chắc chị đợi em chút xíu, em cũng trên đường dây em quý vị luôn nha. Có luôn nha. À, vâng, okay, kính thưa quý vị, Thanh Nhã cũng đang trên đường live đến với một quý vị khán thính giả đang gọi vào. Dạ em xin chào chị cần order Venus trên sen đúng không chị? Đúng rồi. Dạ chị ơi, chị giúp giùm em chia sẻ chị đã sử dụng qua dòng sản phẩm này chưa để tụi em có thể gửi quà thêm cho chị nha. Dạ. À, những cái điều này Thanh Nhã thấy là mấy anh cũng nói y chang vậy luôn. Ngày hôm nay mình có hai combo quà, một là cao linh chi $180 cộng thêm một bộ set dầu luôn ha chị, nguyên một cái set dầu gọi đầu Kigo. Đó là cái combo đầu tiên. Hai là khi chị order Venus trên sen thì chị được cái combo thứ hai, đó chính là ba hộp thuốc tinh chất bổ nho. Chị không biết là muốn phần combo 1 hay 2 vậy chị? Dạ, combo 1 ha, cao linh chi và nguyên một cái set dầu gội đầu. Ngoài ra là trong giờ vàng 10 quý vị đầu tiên thôi, nãy giờ em thấy cũng đã được hình như cũng 5 quý vị rồi. Còn được tặng thêm một cái bột dinh dưỡng trái cây trị giá là $70 nữa. À, quý vị nào mà đang diet thì quý vị có thể pha cái bột dinh dưỡng trái cây này mình uống nè. Nó ngon, dễ uống ha, không có ngọt và có protein đầy đủ và có collagen để chúng ta có thể là đẹp da nè, khỏe hơn nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, vitamin ha. Nhưng mà bây giờ sau show tụi em sẽ gọi lại để lấy order kỹ hơn cho chị nha. Dạ, khi mà... Dạ, sau chương trình chắc tụi em sẽ tư vấn chị rõ hơn nha. Có thể là được, em cũng không biết. Chắc là được. Hy vọng em sẽ năn nỉ nhân viên. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị nha. Chúc chị lúc nào cũng tươi trẻ, xinh đẹp và khỏe mạnh cùng với chương trình. Wow. Dạ, em xin chào chị. Dạ, vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thanh Nhã rất là vui bởi vì những ngày nào mà chúng ta nói về cái phần Venus trên sen thì quý vị vừa gọi vào chia sẻ mà chúng ta thấy không? Quý vị chia sẻ giống nhau nè, nhiều quý vị nhiều số phone khác nhau, nào là ngủ ngon nè, nào là quý vị thấy cái vết nó hơi sạm da hoặc là đen ở trên cái bàn tay của mình ha, uống từ từ nguyên cái toàn thân của mình, nó đều thay đổi sáng, trắng sáng hơn tự nhiên. Hồng hào nó khỏe cho nên là nó sẽ làm mờ những cái vết đen đó. Đúng ha. Rồi, em thấy không? Như em nói, nghệ sĩ piano đánh đàn đó thì bàn tay đẹp phải không? Nhưng mà những người người ta, ví dụ như bình thường đi như chị cũng vậy, chị cũng muốn dạ. Bàn tay đẹp vậy. Dạ, xin mời chị Thuận. Hello, dạ Ngọc Thuận và Thanh Nhã hello. Nghe ạ. À. Hello em, chị muốn mua cái Venus. Dạ, tụi em cảm ơn chị rất là nhiều luôn đã gọi vào giờ show bên tụi em nha. À, mình có hai combo nãy giờ chắc chị cũng nghe rồi đúng không ạ? À? À đúng rồi, chị dạ. Có mua rồi, chị có xài nữa. Dạ. Rồi, có mua rồi chị uống. Thì chị thấy đó là cái da của chị nó đỡ khô lắm. Dạ. Rồi, chị thấy chị uống nó khỏe. Dạ. Và nhiều khi chị thấy uống nó thì chị thấy cũng chị có sức khỏe mà không có đói như không có nhà, đói nhanh nhé. Ồ. Tụi sáng mình chưa ăn gì mình làm việc á. Dạ. Mình không thấy đói bụng ngay cái khác mà mình khỏe là mình làm việc mình không thấy cái mệt. Dạ. Đúng rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Cái này là Nhã nói mỗi ngày luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ, kính thưa quý vị, Thanh Nhã cũng có cái sự chia sẻ y chang quý vị vừa gọi vào mà tâm sự đối với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thanh Nhã có bữa sáng của mình là 2 đến 3 viên Venus ginseng. Tùy theo ngày nào mà Thanh Nhã không uống Power Time thì Thanh Nhã sẽ uống 3 viên Venus ginseng cho bữa sáng của mình, bởi vì là áp lực công việc nhiều khi Thanh Nhã không có thời gian để mà mình dậy sớm. Mình chuẩn bị cho cái bữa sáng của mình, cho nên mình uống từ từ như vậy á, nhiều khi đến 3-4 giờ chiều Thanh Nhã không có thời gian ăn lunch, Thanh Nhã cũng vẫn có cái năng lượng để mình làm việc. Và thêm một điều nữa là cái làn da của mình thấy rõ ràng nó sáng hơn cái tông màu mà mình đã có trước đây. Có nghĩa là trước đây làn da Thanh Nhã rất là ngâm, bây giờ là không có thấy nó ngâm nữa, nó sáng hơn.
cái nó hơi hồng hào nếu như mà Thanh Nhã không có makeup làm cho mình cảm thấy tự tin vô cùng. Cái điều này nó rất là make sense bởi vì 20 cái dưỡng chất cao hắc xâm có trong một cái set viên đó trên sàn ngay phía trước mặt Thanh Nhã, kính thưa quý vị. Nó sẽ giúp cho chúng ta vừa khỏe bên trong nè, vừa ngủ ngon nè, rồi vừa cảm thấy là đói bụng không có bị mệt hoặc bị chóng mặt. Rồi cộng thêm nó có collagen nè, hyaluronic, quý vị biết là nó giữ ẩm làn da của mình. Rồi collagen nó có thể là chống cho mình á, da bớt nhăn bớt nám. Chính vì vậy cho nên đa số quý vị gọi vào đều thấy cái kết quả tương tự như nhau. Kể cả quý vị có những vết nám trên tay hoặc trên mặt nè, hoặc là quý vị nào trước đây làn da hay bị khô ráp, mình uống cái viên nét trên sen này vào, nhờ collagen, nhờ hyaluronic, cộng thêm tinh chất dầu hạt nho để mà trẻ hóa làn da một cách tự nhiên. Vitamin C nè, glutathione nè, tất cả những cái dưỡng chất tinh túy đó nó gói gọn vào một cái set Venetian Sen để đánh mạnh vào làn da của chúng ta. Và khi mình uống vào bên trong cơ thể, quý vị thấy cả cái body luôn, Thanh Nhã đều thấy cái sự thay đổi trắng sáng hơn bình thường, thích vô cùng luôn mà rất là khỏe, kính thưa quý vị. Đến bây giờ thì Thanh Nhã có uống Power Time. Bây giờ mỗi một ngày có khi em chỉ uống từ 2 viên đến 4 viên, nhưng em thấy cái độ mà khỏe của mình nè, rồi cái làn da của mình nó cũng từ từ nó cải thiện lên từng bước một. Thật sự ngay thời điểm này Thanh Nhã lúc cũng hay chia sẻ đến quý vị, em cũng mong rằng mọi chuyện nó cũng sẽ trôi qua mau chóng để tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Đúng rồi. Tại vì em thấy có một số quý vị thì lại là không có công việc, nhưng mà bản thân Thanh Nhã thì thật sự nội order trên Facebook, Thanh Nhã phải tư vấn quý vị, kể cả quý vị ở Việt Nam, em không còn thời gian để em làm một cái gì cho bản thân em. Bận rộn vô cùng. Nếu như mà không nhờ những dòng sản phẩm này, thật sự chắc em đã ngã gục rồi đó chị Thuận. Nhưng mà đây là nói cho thêm một câu nữa nè, nghe câu khen này là hết mệt luôn. Mệt suốt đêm luôn nè. Chị Khách hồi nãy á, là sau khi Ngọc Thuận nhấc phone lên để Thanh Nhã chia sẻ đó, thì chị khen thêm một câu nữa là trời ơi, nhìn mặt của Thanh Nhã da đẹp quá, mỗi ngày thấy đẹp hơn nữa, cho nên là cố gắng làm sao để mà cho cái làn da được như Thanh Nhã. Hết cảm mệt chưa? Quý vị rất là nhiều, hết mệt luôn chị hết ơi. Mệt luôn rồi, phải không? À, chị có thể là nếu như mà chị có Facebook Thanh Nhã ha, Nova là Nguyễn. Quý vị đánh là NIR là nó thấy Nova là Nguyễn, thường bấm ra cái chữ đầu tiên nó hiện ra là quý vị thấy Thanh Nhã đã lên show cùng một cái đầm này, cùng một cái phấn kỳ diệu, cùng một cái lông mi luôn nha. Lông mi mới ra nha, Thanh Nhã dán cả 2 tuần nay rồi, cùng đôi bông, tuy nhiên là ngày nào cũng từ sáng sớm cho tới tối khuya luôn, nhưng vẫn có năng lượng để làm việc và làn da cũng không có chuẩn bị gì nhiều, nhưng vẫn có thể giữ được cái sự tươi trẻ và hồng hào trắng miệng. Cảm ơn quý vị nhiều. Hello Thanh Nhã, xin chào quý vị đang trên đường live ạ. Dạ con xin chào cô. Dạ cô ơi, ngày hôm nay cô được rất là nhiều quà, con lặp lại cho cô đi quý vị nghe nha, để tiện tay theo dõi và order. Thứ nhất là nguyên một set Phoenix Sinh Sen chỉ là $270, nhưng cô sẽ được tặng ngay một cái cao cốt linh chi thanh lọc mát gan ha, tăng sức đề kháng nè, chống những cái vấn đề dị ứng, trị giá $180, uống vào ngủ ngon lắm đó cô. Rồi cái thứ hai, cô sẽ được nguyên một set dầu gội đầu Kigo bên phía tay trái của chị Ngọc Thuận. Nó to quá và chất lượng quá, con không có cầm nổi. 3 cái chai dầu gội, 1 chai dầu xả. Rồi phía trên là cô thấy cái chai nhỏ nhỏ để mình đi travel đó cô, đem theo. Con xài 1 năm trời nguyên cái set này chưa hết nữa đó cô. Tiện lợi vô cùng và tốt cho tóc lắm, không có bị rụng tóc ha. 2 phần quà. Rồi cái combo thứ hai là cô có một cái sự lựa chọn khác. 3 hộp thuốc tinh chất bổ nho trị giá là $540. Nhưng mà 2 cái combo này cô là một trong 10 quý vị đầu tiên gọi vào chương trình. Cô còn được tặng kèm thêm một cái hộp gọi là bột dinh dưỡng trái cây, cung cấp cái chất protein nè, vừa có vitamin nè, vừa khỏe mà vừa giúp cho quá trình diet của mình đó cô. Cô muốn chọn combo 1 hay 2 vậy cô? Dạ. Combo 2 rồi. Vẫn có thêm cái phần quà tặng là bột protein ha, mix trị giá là 8 rồi đó. Dạ đúng rồi, còn 2 người nữa cuối cùng của chương trình, quý vị nhanh tay lên nhớ gọi vào chương trình. Rồi khi mà cô chia sẻ ha, cô còn được thêm quà nữa, không biết nãy giờ cô chưa chia sẻ phải không chị? À nhờ cô chia sẻ đi. Dạ, em xin mời, con xin mời cô chia sẻ nha. Dạ. Đang đen đen, 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 đ
Hay quá. Dạ con nghe mấy người, đặc biệt là quý vị á, khoảng chừng cỡ tuổi 50-60 tuổi trở đi, uống cao hát xong khỏe vô cùng, tóc bớt bạc nữa đó cô. Và từ từ. Dạ dạ xong show tụi con gọi chia sẻ thêm cho cô cái phần order kỹ hơn nha cô. Dạ dạ con cảm ơn cô. Dạ xin chào cô. À, vâng, kính thưa quý vị, Thanh Nhã rất là vui, chỉ còn hai quý vị cuối cùng để tận hưởng thêm một cái phần quà, đó là cái hộp bột dinh dưỡng trị giá $70. Cho nên Thanh Nhã kính mời quý vị theo dõi chương trình và nhanh tay lên một lần nữa liên lạc ngay số phone trên màn hình 1888 680 6689. Cái phần promotion cho Vination Sen mình đã đi qua 2 ngày trong tuần lễ này, cho nên là đáng lẽ là thường á, mỗi một ngày mình sẽ đánh vào một sản phẩm. Đúng nhưng rồi. Ngày hôm qua có nhiều quý vị gọi vào sau cái giờ live show, quý vị nói là cái giờ lên live mọi người đi làm. Đúng rồi. Chị nhớ hôm qua có một quý vị không đang đi làm, đang nhưng làm. Mà đúng rồi. Tranh thủ gọi vào để mà Thanh Nhã và chị Thuận giữ lại số phone để có thể giữ được cái phần promotion. Rồi thì hôm qua lúc mà mình vừa xong show á, xuống show khoảng nửa tiếng thôi là dạ. Người gọi lại rồi, tại vì chị mới vừa bước chân vào nhà về tới nhà thôi. Ồ, dễ chị gọi ấy. Lại để kịp, sợ bên mình đóng cửa. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ mình sẽ nhắc lại promotion ngắn thôi rồi Thanh Nhã lại gửi ra quý vị một cái đoạn video clip rất là dễ thương. À, thứ nhất là quý vị order Venus xinh xinh ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tặng ngay một cao gốc linh chi $180 cộng thêm một set dầu gội đầu Kigo $145. À, và chúng ta có cái phần quà là một hộp bột dinh dưỡng trị giá $70. Quý vị cũng có thể chọn combo thứ hai nếu như mà chúng ta đã có linh chi và dầu gội đầu Kigo rồi. Đó chính là ba hộp thuốc tinh chất bổ nho, tổng giá trị là $540. Kính thưa quý vị, mình uống Venus Ginseng vào ha, vừa ngủ ngon nè, vừa khỏe nè, đói bụng mà làm việc chưa kịp ăn không có mệt, và đặc biệt làn da, chính những cái dưỡng chất rất là tuyệt vời đánh mạnh vào làn da cho nên là trắng sáng tự nhiên. Chị thấy không, em thấy cái làn da của em bữa giờ là em đã chia sẻ đến quý vị, em đi xe đạp rất là nhiều, đi ra ngoài nắng em không khe luôn. Đương nhiên mình nói không khe chứ mình phải có chống nắng nè, mình phải có kem dưỡng ẩm, rồi có thêm một cái lớp phấn kỳ diệu. Đúng rồi. Rồi lúc nào trước khi đi xe đạp sáng sớm, Thanh Nhã cũng có bữa sáng là 3 viên Venus trên sen. Thì cái chị khách hồi nãy cũng nói y chang như em, có nghĩa là từ khi mà chị dùng Venus đó là chị không có cần phải mà suy nghĩ coi là hôm nay phải pha làm sưng tố trái cây gì luôn á. Tại vì chị nói là chị uống giống như y chang như em chia sẻ trên show á, thì da đỡ khô rất là nhiều luôn. Dạ, mà rồi. Càng một cái điều nữa là chị không có bị bón. Oh, à, hay quá. Cho nên là chị cũng đỡ cái cực cái công là vừa đi làm mà còn phải về làm sưng tố trái cây này nọ. Đỡ được công như vậy đó. Thì hay quá. Đúng rồi, nhưng mà ngoài ra thì kem dưỡng ẩm trứng cá hồi. Hồi nãy giờ trong khi chị Sừng Thuận nói chuyện với quý vị khách hàng, Thanh Nhã hơi bị dị ứng trên làn tay mình. Hồi nãy em gãi, em định show cho quý vị nó bị ngứa đỏ. Mẹ em sẵn cầm trên tay mình thử. Em xức nhẹ lên, bây giờ nó không còn đỏ nữa quý vị ơi. Giống như là nó có thể trị cho cái làn da dị ứng nữa. Đúng rồi, và kem dưỡng ẩm trứng cá hồi, mỗi lần mà Thanh Nhã thử trên tay là Thanh Nhã feel được á, giữa sự khác biệt giữa cái phần bàn tay trái mà Thanh Nhã có sức kem và phần bàn tay phải, nó mịn và cái mùi hương của nó dễ chịu vô cùng luôn á chị Thuận. Và cái trứng cá hồi á ha, nó cũng giúp cho làn da của mình đem lại cái sự sáng hơn nè, mịn màng hơn nè, và tươi trẻ tự nhiên. Cho nên ngày hôm nay quý vị nào order kem dưỡng ẩm trứng cá hồi chỉ với cái giá sale là $99, mình được tặng ngay một cái hộp single Venus ginseng trị giá là $99. Wow, chưa kể là chúng ta cần được thêm một chai kem chống nắng $20 nữa quý vị, chỉ trong giờ vàng thôi. Mà mà em biết cái chai trứng cá hồi này nó trên thị trường giá của nó là $140. Đúng rồi. Mà bây giờ chỉ còn có $99 thôi quý vị ơi, mà còn được tặng lại một chai Venus ginseng 60 viên. Wow, cái phần quà này tuyệt vời nhất. Đúng nhưng mà rồi. Thanh Nhã thấy có một promotion nữa, nếu mà không nhắc sợ là cậu tránh cậu sẽ buồn. Đó là cái sữa tắm ha, và Banana Lemon Natural. Kính thưa quý vị, cái hương mùi hương thảo mộc thơm vô cùng, mình relax mỗi một ngày. Mà Thanh Nhã bây giờ em đi làm về mệt, cái buổi tối là cái bữa mà em relax nhất. Đúng trong rồi. Nhà tắm, gội đầu rồi tắm rồi hát. Hát vu vơ, nhiều khi hát gì mình cũng không biết luôn. Nhưng mà cái hương thơm này nó làm cho mình relax vô cùng. Và quý vị thấy không, Thanh Nhã cầm một cái chai lên nó nặng
cái size của nó gấp 2, gấp 3 lần cái chai bình thường quý vị ơi. Và da mình nó mịn màng nhưng thích mà vô cùng. Xài một lần có một chút xíu đúng không? Một chút xíu thôi đã đủ cái lượng bọt cho cả người đúng mình rồi. Là cái gì mà nó dính tới thảo mộc thật sự mình yên tâm, mình không có đúng sợ rồi. Nó tổn hại trong làn veo, da. Ha. Đúng rồi, hoặc là cái phản ứng phụ. Rồi ngày hôm nay cái body wash lemon và banana là $25 một chai. Mua 2 sẽ là tặng 1, tính ra là mỗi một chai nó còn rẻ hơn nữa. Ồ, oh, dạ. 50 đồng, $50 được 3 chai. Đúng rồi. Wow. Cho nên Thanh Nhã kính mời quý vị nhanh tay lên, mình vừa order Venus Ginseng nè. Mình vừa order kem dưỡng ẩm trứng cá hồi và cộng thêm là sữa tắm. Hello Thanh Nhã, xin chào quý vị đang trên đường live ạ. Dạ, hai chị. Dạ. Dạ, dạ, chị đợi em chút xíu một vài giây thôi, em ghi lại số phone liền. Rồi, em chúc mừng chị, không biết là nãy giờ chị theo dõi chương trình, chị muốn chọn cái phần quà là combo 1 hay 2 về chị ha? Chọn cái số 2 đi em. Dạ, số 2 xin chấp bổ nha. Wow, chị lựa chọn rất là sáng suốt, bởi vì là tổng giá trị lên đến $540 cho 3 hộp thuốc tinh chất bổ nho. Em thấy cũng có rất là nhiều quý vị khán thính giả yêu mến cái dòng sản phẩm này. À, bởi vì nó giúp cho làn da của mình nó hỗ trợ thêm khi đúng mà rồi. Mình uống song song với Venus Ginseng. Rồi chưa hết, trong chị là quý vị thứ 9 phải không? Chị còn rồi, một người cuối rồi. Cùng nữa thôi. Chị được tặng thêm phần quà trị giá $70, đó là một cái hộp bột dinh dưỡng nha. Uống rồi. Mình đây à, thay bữa tối cũng được, nhưng mà em xin mời chị chia sẻ để tụi em lại gửi thêm quà cho chị nè. À, chị uống cái Venus Ginseng nó ngủ ngon này, với cái da của chị mấy cái mấy đốm rồng môi đó, nó bị dạ. Mờ, được mờ đi đó em. Wow, hay quá. Em thấy quý vị nào cũng chia sẻ giống như vậy là chắc chắn rõ ràng là cái Venus Ginseng nó đem lại kết quả đúng cho rồi. Mình phải không chị? Đúng rồi. Rồi bây giờ sau show thì em sẽ lấy order, gọi kỹ lại cho chị nha. Chị đến tiệm chị lấy ngày mai ha. Dạ được. Dạ, em được. Có ghi số phone rồi ạ. À. Xin mời chị đến tiệm nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, xin chào chị. Dạ, ba chị. Wow. À, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình chỉ còn một quý vị cuối cùng để tận hưởng phần quà kèm thêm khi mà order Venus Ginseng. Đó rồi. Là một hộp bột dinh dưỡng trái cây ha, tuyệt vời, trị giá là $70. Nhưng mà bây giờ thì chắc mình dành một chút xíu phút thôi. Thanh Nhã muốn gửi đến cho quý vị một cái đoạn video clip rất là dễ thương từ cái bé học trò Ricky của Thanh Nhã, dễ thương vô cùng. Cái cậu là Mỹ Trắng, xin hả? Mời quý vị theo dõi. Mix giữa Mỹ Trắng và Việt Nam. Why? Get all of them. Why you put all of them over there? You like it? Yeah. Huh? Who's in the picture? Huh? Cô Nhã. Really? Cô Nhã. Cô Nhã. À. Cô Nhã. À. Cô Nhã. Cô Nhã. À. Do you love Cô Nhã? Huh? Why? Trời ơi. Vâng, kính thưa quý vị, đây là cậu học trò của Thanh Nhã, vừa là Mỹ Trắng vừa Việt Nam, mà vô nhà là dạ chào bà, khoanh tay là dạ chào cô, mà mặc đồ đẹp trai dễ thương cực kỳ, mà ngoan, mới có 3 tuổi mấy thôi. Nhưng mà ngày nào cũng phải hỏi như vậy đó. Cô Nhã, cô Nhã, cô Nhã. Thanh Nhã muốn chia sẻ cái video clip này để chúng ta có cái coi như là yêu trẻ con nè, không khí nó thay đổi relax một chút xíu. Dạ, yeah, relax một chút. Với lại Thanh Nhã muốn chứng minh cho quý vị thấy rõ ràng là Thanh Nhã nói có sách là mách có chứng. Đi đâu Thanh Nhã cũng để một vài cái hộp Venus Ginseng để mà lúc nào cũng phải uống. Bởi vì nó đã đem lại cho Thanh Nhã cái năng lượng làm việc nè. Làm việc nhiều khi 3, 4, 5 giờ chiều quên ăn trưa luôn. Rõ ràng em nói chị Thuận quên mất tiêu luôn. Đúng rồi. Vẫn lên đài nói chuyện không có mệt. Và cái điều quan trọng nhất đó là một người nghệ sĩ thì làn da rất là quan trọng. Giả sử mà chúng ta bị mụn hoặc là bị nó sần sùi, nó không có đẹp, chị biết không, mình có đánh phấn đi chăng nữa, nhiều khi mình lên TV nó cũng thể show được cái phần khuyết đúng điểm rồi, của mình đúng rồi. Mình buồn và mình đúng không rồi. Có tự tin. Cho nên là thật sự Thanh Nhã cũng không có thời gian để mà ăn những cái loại thượng hạng, ăn yến hoặc ăn rau, ăn trái cây điều độ. Nhưng mà đối với những cái dòng sản phẩm ví dụ như là Venus Ginseng hoặc collagen vân vân là không bao giờ mà em thiếu mỗi một ngày. Và nói đến đây em cũng phải cảm ơn mẹ em, bởi vì hồi nãy em nhớ đang đàn nhưng mẹ đưa ra liền một chai collagen yến cho uống. Còn bé Ricky học trò thì cứ mỗi ngày cứ hỏi ai đây, cô Nhã, cô Nhã, là tự nhiên mình nhớ à em bé nhắc mình là đúng phải rồi. Uống Venus Ginseng. Mà em thấy không, em biết sao không, tại vì á thật sự ra đó làn da của mình nó rất là dễ bị tổn thương. Dạ ha, thức khuya cũng dễ bị tổn thương nè, rồi yếu tố tuổi tác nữa. Dạ. Nhiều khi em biết, nhiều khi phụ nữ của mình đó, mà những anh những chị mà những khoảng 45 trở lên á là bắt đầu mình bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Dạ. Rối loạn nội tiết tố, có những cái vết sạm nám tự nhiên không mời mà tới, tự nhiên dạ. mình thấy mình mất tự tin luôn quý vị.
Cho nên là nãy giờ nghe quý khách thính giả chia sẻ là những đốm đồi mồi tàn nhang nó mờ dần đi, thật sự là Ngọc Thuận và Thanh Nhã rất là vui. Dạ. Tại vì ít ra thì dòng sản phẩm mà hai chị em lên show mỗi ngày cũng đã mang lại cho quý thính giả một cái cảm nhận, phải không? Dạ. Cũng như là cái hiệu quả mà làm cho tự nhiên mình tự tin hẳn lên, em thấy đúng không? Rồi. Cái bàn tay của em thôi và em đã thấy là em tự tin hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Tự tin vô cùng luôn quý vị ơi, không cần làm nail đẹp, không cần phải có diamond rất là to. À. Nhưng mà thằng da nó thay đổi trắng mịn chút xíu thôi là mình thấy nó vui vô cùng. Nhưng mà luôn. Nhìn thấy nó đàn hồi đó, cái là nó căng á. Chị đúng ơi không? Em mới có thêm một cái lớp kem dưỡng ẩm trắng căng hồi, rõ ràng chị thấy nó đỡ khô chị hơn. Chị thấy nó căng hơn á. Bên đây nè, nó khô hơn chút đúng, xíu đúng, thì đương nhiên có kem dưỡng ẩm thì nó phải tốt hơn rồi quý vị. Với lại thường bàn tay phải của mình nó sẽ bị gân guốc nhiều, Thanh Nhã hồi trước nó thiệt quý vị rất là buồn. Không có dám show bàn tay mình, nhưng mà bây giờ mình thấy làn da nó trắng rồi. Tuy là nó có những cái đốm gân ở đây nhưng vẫn mà có. Cái làn da nó trắng sáng là tự nhiên nó làm cho mình thấy cái sự tươi trẻ của nó rồi. Cho nên chỉ còn một quý vị cuối cùng của chương trình gọi vào giờ live để ai mà đây? Chúng ta nhận thêm cái phần quà trị giá là $70. Thanh Nhã kính mời quý vị nhanh tay lên để mình order Venus Ginseng. Mỗi một set như vậy là 180 viên. Mình có thể mình uống một ngày từ 2 đến 4 viên tùy theo cái cơ thể của quý vị. Chúng ta sẽ được combo một phần quà bao gồm cao cốt linh chi, thanh lọc mát gan ha, trị những cái vấn đề dị ứng nè, rồi tăng sức đề kháng và ngủ ngon. Cái vấn đề ngủ ngon là quý vị chia sẻ rất là nhiều khi mà dùng cao linh chi, $180. Rồi ngoài ra phần quà thứ hai quý vị còn có là nguyên một set dầu gội đầu Kigo trị giá là $145, gồm 3 chai dầu gội đầu lớn kèm thêm là 1 chai dầu gội dầu xả ha, cũng rất là lớn quý vị ơi. Thanh Nhã xài gần hết 3 cái chai này luôn. Nhưng mà cái chai dầu xả vẫn còn để mình sử dụng. Công nhận là công ty họ có một cái sự chuẩn bị cho khách hàng đã thật là tốt. Tính toán hết rồi, dạ. Em không? Rồi chưa kể là có 3 cái chai nhỏ để mà mình đi travel, mình đem theo khỏi cần phải xớt ra, nó tiện lợi và thích vô cùng. Em từ thời gian gần đây em có đi máy bay hay bay về Việt Nam không? Dạ không, em không có về Việt Nam nhưng mà em không có về Việt Nam. Nước Mỹ có. Ồ vậy dạ. Hả? Dạ. Nhưng mà sau nãy giờ hôm qua tới giờ chị nghe khách nói là Venus Ginseng của em bay về Việt Nam là mang theo em luôn rồi đó. Vậy chắc có hình Thanh Nhã trên đó thì mọi thì người đó. Rõ ràng mình thấy khách hàng của mình order về cho người thân ở Việt Nam cũng đúng nhiều rồi, hả chị? Đúng rồi, em bay đi luôn rồi dạ, đó. Dạ, nhưng mà Thanh Nhã nghĩ ở Việt Nam lại càng uống nhiều hơn chính nữa. Chính xác luôn. Rất là cần bởi vì ô nhiễm môi trường nhiều nè. Và quý vị nhiều khi mình cũng đi làm stress, đúng cũng rồi. Bận rộn rồi nhiều khi những cái thức ăn của mình nó cũng không có được an toàn, cho nên mình cũng phải cần detox, đúng không? Đúng rồi. Trong cái dưỡng chất xăm 20% dưỡng chất cao hắc xăm ở trong Venus Ginseng nó cũng giúp cho mình sức khỏe và cái nó lọc bớt những cái chất độc trong gan của mình. Đúng rồi. Chính vì vậy cho nên quý vị thấy làn da của mình nó được cải thiện nhanh chóng. Nhưng mà nói đến đây em buồn quá, em thấy bác Việt thật vừa đi ra camera đưa lên chỉ còn một phút nữa thôi, nhưng chị mà hôm nay gọi là ngón tay quyền lực. Thanh Nhã hy vọng rằng quý vị nào theo dõi chương trình thì chúng ta cũng nhanh tay gọi vào show ngay sau khi show hết thì mình có thể vẫn giữ cái phần promotion cho quý vị. Đúng rồi. Bởi vì ngày hôm nay rất là nhiều quà dành cho cái dòng sản phẩm Venus Ginseng. Và đến đây thì thời lượng chương trình không còn nữa. Thanh Nhã cảm ơn rất nhiều quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quý vị order rất là nhiều dành cho dòng sản phẩm Venus Ginseng. Một cái sản phẩm mà Thanh Nhã được may mắn đại diện cho cái sản phẩm này. Bây giờ thì Thanh Nhã đành phải nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Talk Show ngày mai. Hẹn gặp lại ngày vào mai. Lúc 5 giờ tới 6 giờ Cali. Và xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp và một giấc ngủ thật là ngon. Cho vài nốt nhạc. SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng